Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm trung bình từ 75 đến 85%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc xuống chậm. Dự báo vào ngày mai 11 tháng 12, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 0,76m, tại trạm Tân Hưng là 1,21m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,12m và 1,49m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn đạt mức 1,1m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước lên theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,31m, còn ở trạm Bến Lức là 1,42m. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ và từ 16 đến 18 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu sau dịch chuyển nhanh ra phía đông và suy yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.